Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ bàn Biro một thùng có kích thước mặt bàn là 1m4 x 0.7. Cái chân bàn mình sẽ vẽ có kích thước là 80 x 60. Cái thanh đỡ mặt bàn mình sẽ vẽ với kích thước là 60 x 22. Cái thanh đố ngang mình đều vẽ với kích thước là 60 x 22.
Cái mặt chám bên mình sẽ dẻ có độ dày là 12 ly nha các bạn. Mình sẽ chém viền nó vào 8 ly. Hình đảo dọc này mình cũng dễ với kích thước là 60 nhân 22. Mình sẽ copy để cho nó mau nha các bạn. Tương tự các mặt chám của lưng bàn thì mình cũng vẽ với kích thước mặt chám là có độ dày là 12 ly. Mình sẽ chém viền vào là 8 ly.
Tiếp theo mình sẽ vẽ mặt bàn. Mặt bàn của mình có độ rộng với kích thước là 1m4 x 0.7m. Mình sẽ vẽ không gian với kích thước là 80 x 22. Không gian của mình có kích thước là 80 x 22 nha các bạn. Mặt bàn mình sẽ vẽ với độ dày là 12 ly. Rồi là mình đã vẽ xong mặt bàn. Mình sẽ kéo nó lên. Giờ mình sẽ vẽ cửa tủ. Tủ này là cửa tủ này là tủ mở. Đốt cửa mình sẽ vẽ với độ dày là 22 x 50. Nghĩ với cái thứ này là phù hợp. Mình sẽ sửa lại phần đố của cánh cửa này. Mặt cửa mình sẽ vẽ với kích thước là 12 ly nha các bạn. Thế cho nó thụt vào là 8 ly. Tiếp theo là mình sẽ vẽ tay nấm. Tay nấm gói đánh cỡ. Với chiếc tủ này thì mình vẽ tay nắm gói cánh cửa nhỏ hơn. Mình sẽ copy cái tay nắm này lên cái ngăn tủ kéo luôn nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái ổ khóa của cái tủ kéo.
Không phải là hàng nhẹ nhàng, cũng vừa tủ thôi. Về cái tủ của mình, cái bàn của mình là tôi nói hoàn chỉnh thôi đó các bạn. Vậy là các bạn của mình tới lớp hoàn chỉnh. Chỉ còn tô màu nữa thôi. Mình sẽ tìm một cái màu cho nó tương đối là nó đẹp hơn. Mình sẽ dùng một cái màu cái quan gỗ cam xe như các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tô màu cho cái bàn của mình. Tô hết toàn bộ cho bàn của mình, bàn Bigo màu hồng. Chiếc bàn Miro màu hồng của mình là đã tới nó đẹp rồi đó các bạn. Mình sẽ nhẹ thêm cái đáy của cái nhân tổng. Bây giờ mình vẽ cái lá bàn quanh vẽ cái đáy của nhân tổng. Vậy là xong, chiếc bàn của mình đã hoàn thiện rồi đó nha các bạn. Mình sẽ đem những đường kích thước bề rộng của chiếc bàn của mình là 700. Bây giờ nó là 400, cao hơn là 760.